Vâng, cảm ơn bông cà phê, cảm ơn nhạc sĩ, nghệ sĩ Trịnh Hà, người đẹp hôm nay này xuất hiện ở bông. Và cảm ơn MC Lê Trường, nay lời từ toàn củ nên là khán giả cười. Và hôm nay được nghe các bạn hát mà tôi giật mình, con ấy nghe một ca sĩ, nghệ sĩ nào hát bài cái gì giai điệu Tổ quốc ấy. Thì tôi này giật mình, tôi vừa nhìn lịch thì hôm nay là ngày 31, ngày mai là ngày 1 tháng 4. Trong tháng 4 thì nó rất nhiều những cái sự kiện của đất nước. Thế là tôi này hồi tưởng và nhớ lại những cái đúng vào cái ngày là ngày mai cơ, là tôi tham gia trận đánh ở Tam Kỳ, điểm A1, A2 và đồng đội cũng bị hy sinh, để nhớ lại, tôi hát tặng cho đồng đội của chính chúng ta đã dành nước độc lập này cho chúng ta. Hôm nay chúng ta gặp nhau đây, chúng ta hát, tôi hát bài sáng tác của điệp khúc của sáng tác Trần Tiến, đó là bài Điệp khúc tình yêu. Nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên anh chưa dành cho em. Nhớ bài tình ca đầu tiên anh chưa dành cho em. Ôi nhớ, tuổi trẻ của chúng ta đã đi qua chiến tranh. Nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên đôi mắt người đồng đội đã hy sinh. Nhớ bản tình ca đầu tiên là hạnh phúc lên đường, nhưng hôm nay tôi sẽ hát, tôi sẽ hát bài hát của chúng ta. Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu, hãy hát lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy, hãy hát lời lửa cháy bằng trái. Năm tháng dài bão tố, kháng chiến dài đàn bom, cuộc đời dài gian khổ, tình yêu dài nỗi nhớ, tiếng hát dài tặng em. Và em ơi, hãy hát, hát lên, hát vang điệp khúc tình yêu. Nhớ, nhớ cái hôm đầu tiên anh chưa dành cho em. Nhớ bài tình ca đầu tiên anh chưa dành cho em. Tuổi trẻ của chúng ta đã đi qua chiến tranh. Nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên đôi mắt người đồng đội đã hy sinh. Nhớ bạn tình ca đầu tiên hạnh phúc lên đường, nhưng hôm nay anh sẽ hát, anh sẽ hát bài hát.
của chúng ta. Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu, hãy hát lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy, hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim yêu thương, hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong ta. Vâng, cảm ơn em, cảm ơn mọi người. Đó, tặng cho đồng đội của tôi.